Trên mặt bằng kinh doanh thường nó sẽ có hai vấn đề khi người ta thuê mặt bằng. Mấu chốt đó là làm thương hiệu hay là kinh doanh thuần túy kiếm lợi nhuận. Có những mặt bằng người ta thuê là vài tỷ một tháng là bình thường mà. Cũng có một vài chủ nhà họ lại suy nghĩ là tình hình tốt, khả quan hơn rồi. Thì cho nên cũng đã có hỗ trợ rồi, thì thôi bây giờ thời điểm này nên tăng giá tí. Thì có bao giờ trường hợp là anh thấy là chủ nhà họ phải xuống nước ngồi lại để mà đàm phán được với khách thuê, để mà đưa ra mức giá hợp lý để mà chốt deal được thành công hay không? Có chứ, chắc chắn có. Tại vì không có cái gì mà bền vững cả. Chủ nhà họ cũng vẫn rơi vào tình trạng là dòng tiền, thiếu hụt dòng tiền mà để trống, thì họ sẽ phải chấp nhận họ giảm giá thuê. Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Land Show, Land Kính Nhà Đất. Chỉ cách đây ít ngày thôi là những người dân thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch hay thậm chí là những người yêu thích những món cà phê thì có thể nhâm nhi và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tại một quán cà phê Starbucks trên đường Hàng Thuyên như thế này. Tuy nhiên thì quán này đã chính thức đóng cửa sau 7 năm hoạt động. Theo nguồn tin thì một trong các nguyên nhân khiến cho ông lớn cà phê phải từ bỏ mặt bằng này là do giá thuê quá cao. Một số đơn vị cho thuê cho biết là khách thuê cũng như là cửa hàng này đã phải trả số tiền là 550 triệu đồng một tháng để có thuê vị trí này. Sau đó thì chủ nhà đã nâng lên là 750 triệu đồng một tháng. Nhưng tôi cũng phải thông tin cho quý vị rằng là đường Hàng Thuyên cũng thuộc là một trong các tuyến đường có giá thuê cao nhất khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một mặt bằng nhỏ tại các tuyến đường khu vực quận 1 có giá thuê từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một tháng. Thậm chí có một số mặt bằng giá thuê còn cao gấp 3 đến 4 lần so với giá trị và hiệu quả kinh doanh mà nó mang lại. Giá cao là vậy, nhưng nhiều mặt bằng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bị bỏ trống. Như tại đường Lê Lợi, Lý Tự Trọng, nhiều mặt bằng bỏ trống nhiều tháng qua nhưng vẫn thiếu vắng khách thuê. Số liệu từ một số đơn vị nghiên cứu thì giá thuê tại đây dao động từ 180 đến 250 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Trước đó, đường Đồng Khởi được xếp hạng thứ 13 tuyến đường có giá thuê cao nhất thế giới, trung bình 350 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Không ai thuê, mặt bằng thì lại trống. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn không chấp nhận giảm giá. Như vậy thì liệu khách hàng có chấp nhận một mức giá quá cao cũng như là thuê mặt bằng tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để duy trì hình ảnh thương hiệu của họ và bài toán kinh doanh của họ ra làm sao? Thì giờ chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Hải là chủ tịch hội đồng quản trị Vinogroup, một đơn vị chuyên cho thuê văn phòng và mặt bằng lớn tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là thì cảm ơn anh Hải đã tham gia chương trình Live Show ngày hôm nay. Thì thưa anh, thì trong thời gian vừa qua thì tại một số tuyến đường lớn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì các khách thuê hiện nay thì họ bắt đầu dần trả lại mặt bằng. Một trong các lý do được đưa ra đó là cái giá thuê hiện nay đang quá cao. Thế thì là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh thì anh đánh giá như thế nào về câu chuyện này và cũng như là cho thấy điều gì thị trường? Anh làm cái nghề cho thuê mặt bằng và môi giới, xuất thân từ môi giới mà, môi giới cho thuê, rồi sau này triển khai những cái mặt bằng lớn thì qua nhiều giai đoạn. Đó là một cái góc nhìn của người mà không làm thôi, chứ còn thật sự thì câu chuyện giá thuê chưa phải là cái quan trọng cuối cùng. Bởi vì mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp khi chiến lược kinh doanh của người ta sẽ định hình được, người ta sẽ đã focus được cái chiến lược kinh doanh của người ta rồi. Còn mấy năm nay là tình hình chung sau dịch Covid, rồi sau đó là khó khăn kinh tế chung, thành ra cái giá thuê là một cái gánh nặng lớn nhất cho các doanh nghiệp khi mà họ làm thương hiệu hoặc là họ kinh doanh. Thì trên mặt bằng kinh doanh thường nó sẽ có hai vấn đề khi người ta thuê mặt bằng. Mấu chốt đó là làm thương hiệu hay là kinh doanh thuần túy kiếm lợi nhuận. Thì khi mà người ta đã xác định những cái mặt bằng mà giá trị lớn, thật sự có những mặt bằng người ta thuê là vài tỷ một tháng là bình thường mà. Thì câu chuyện là cái thời gian vừa qua dịch và kinh tế là hơi khó khăn thì gần như các chủ nhà ít tăng giá. Cho nên giai đoạn này mọi người đang thấy nó hơi phục hồi tí. Rồi cái kiểu như là kinh doanh nó cũng có chuyển biến là tốt hơn. Thì cũng có một vài chủ nhà họ lại suy nghĩ là tình hình tốt, khả quan hơn rồi. Thì cho nên cũng đã có hỗ trợ rồi, thì thôi bây giờ thời điểm này nên tăng giá tí để cho nó phù hợp.
Thì khi mà triển khai như vậy, ý tưởng người ta triển khai như vậy thì có một vài người thì cảm thấy là tôi vẫn đang khó khăn và vẫn mang cái tâm thế là tình hình phải hỗ trợ. Tức là khi em đã được hỗ trợ rồi thì tự nhiên bây giờ á, cái sự thay đổi thật sự một cái hợp đồng ký 3 năm, 5 năm, 10 năm thì nó có luôn luôn có biên độ tăng giá 2 năm một lần hoặc là 3 năm một lần, có thể là 5 năm một lần. Thì anh nghĩ cái thời gian dịch và thời gian khó khăn vừa qua là người ta không có tăng giá. Nhưng mà đợt này thì theo hợp đồng là buộc phải tăng giá. À, thế thì theo cái góc nhìn cũng như là sự quan sát của anh trong thời gian vừa qua thì cái mặt bằng giá mà giá thuê đối với các tuyến đường trung tâm, ví dụ như là góc nhà thờ Đức Bà, đường Hàng Thuyên, đường Đồng Khởi hay là Lê Lai, Nguyễn Huệ đi, thì cái mức giá trong thời gian vừa qua nó có sự điều chỉnh như thế nào? Mức giá vừa qua thì anh thấy là nó không điều chỉnh, mà cơ bản là nó giữ giá. Và cái sự giảm giá là cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà một cái chủ nhà họ có một cái tài sản để cho thuê thì rất nhiều vấn đề để người ta đưa ra một cái giá cho thuê, cái kỳ vọng của người ta. Có những người họ cho thuê cái nhà đó, cái tiền thuê đó là cái tiền để mà họ trang trải cuộc sống, hoặc là dùng cái đó là cái nguồn thu chính thì câu chuyện khác. Có những người có những cái tài sản đó họ chỉ dành để giữ tài sản thôi thì cái giá thuê của nó là khác và đối tượng người ta cho thuê cũng là khác. Cho nên cái giá mà nói về mặt bằng chung thôi thì thời gian vừa qua là có giảm, nhưng mà hiện tại bây giờ là người ta giữ giá, người ta không giảm nữa. Bởi vì mỗi tuyến đường nó có những cái vị trí khác nhau, rồi nó cũng gọi là trên thị trường thôi, chung chung thì nó dao động khoảng là từ 50 thậm chí 100 đô, có những vị trí khoảng 200 đô trên một mét vuông, đó là bình thường. Nhưng mà cái có những vị trí đắc địa, ví dụ như căn góc hoặc là kế bên một cái vị trí nào đấy mà nó nổi tiếng, hoặc là có những cũng cùng một cái diện tích đấy nhưng mà hai vị trí khác nhau thì nó lại cũng có cái sự giá chênh lệch tí xíu khác nhau. Cho nên là về bất động sản thì cái vị trí cực kỳ quan trọng. Ví dụ như hai căn giống nhau thôi, căn góc thì nó nhân 1.5% cái giá thuê rồi đó. Còn căn kế bên, tôi cũng kế bên cách nhau có 1m, 2m mà sao tôi lại giá thấp. Với lại một phần nữa là gì? Cái người đi thuê, đôi khi cái thời điểm nó gặp nhau là có những người rất cần phải thuê ở vị trí đó, thời gian đó, mà thời gian đó không có. Mà nếu mà nhả ra thì đúng thời điểm thì người ta sẽ bắt buộc người ta thuê liền. Nó còn rơi vô cái thời điểm của người đi thuê nữa. Theo anh thì đâu là cái lý do lớn nhất mà một cái thương hiệu hoặc là một cái nhãn hiệu họ chấp nhận bỏ một số tiền quá lớn để thuê các vị trí trung tâm như vậy? Theo anh làm từ xưa đến giờ thì nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, có những đơn vị họ chỉ thuê ngắn hạn để làm PR thôi, thì họ sẽ thuê bằng ngoại giá. Họ sẽ cân đối giữa cái dòng tiền mà họ bỏ ra cho vài tháng hoặc thậm chí chỉ cần năm. Ví dụ như mình ở ngã 6 Phù Đổng, mình cũng đã từng nghĩ, có những đơn vị chỉ đặt tên mình ở trên đó một thời điểm thôi. Còn cái việc kinh doanh thì người ta chiến lược kinh doanh của người ta thì mình không đánh giá được. Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng thể nhận thấy rằng là cái xu hướng trực tuyến đang ngày dần trở thành một trong các chiến lược kinh doanh quan trọng của các doanh nghiệp. Thế thì đây có là một trong các nguyên nhân mà khiến mặt bằng cho thuê tại Phố Hồ Chí Minh bỏ trống rất là nhiều thời gian nhưng mà vẫn không có chủ mới lấp đầy. Trên thế giới thì các bạn cũng thấy là những cái khu mà buôn bán họ vẫn tập trung, không có như Việt Nam mình. Việt Nam mình thì dựng xe cái cặt một cái là bước vô là cửa hàng shop đồ này kia rồi. Đó là cái thói quen của mình từ xưa đến giờ. Và bây giờ tiến theo cái xu thế của thế giới thì thật sự sau này sẽ quy hoạch lại. Gần như nó sẽ có những cái phố chuyên. Còn chẳng qua cái văn hóa Việt Nam mình là xưa giờ là vẫn thích nhìn thấy, sờ thấy tất cả mọi thứ. Rồi vì cái đợt dịch là gần như là không thể làm điều đó, cho nên nó triển khai qua online. Và sau hết dịch thì bây giờ nó trở thành như là một cái thói quen. Thì cũng có là ảnh hưởng rất là nhiều cho những cái mặt bằng như vậy. Ví dụ như trước giờ, nhất là những cái cửa hàng thời trang đi. Thường từ xưa đến giờ mình đi các tuyến đường là cửa hàng thời trang nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ, từ dịch xong bây giờ là gần như Shopee, rồi Lazada. Nói chung là tất cả những cái mạng thương mại điện tử người ta có sẵn. Và người ta có tận nơi, rồi người ta lại ship tận nơi. Quá sướng, rồi cạnh tranh nhau là gì? Đổi trả miễn phí.
thì bây giờ anh chị cứ thích, anh chị cứ không thích thì trả lại em. Còn ngày xưa là mình phải đi ra chạy xe nắng bụi mưa gió rồi này kia đó, nhưng mà anh nghĩ đó cũng chỉ là một cái trào lưu. Rồi sau này sự thay đổi thì mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn cái gì nó có lên là nó sẽ xuống. Rồi cái trào lưu, nhưng mà cái các vị trí mặt tiền thì vẫn là giá trị của bất động sản Việt Nam, cái tâm lý của Việt Nam mình rồi, phải sở hữu nhà mặt tiền. À, một vài tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ đường Lê Lợi đi, anh có thể thấy rằng là nhiều cái chủ nhà gần như là trong thời gian vừa qua trống rất là nhiều nhưng mà vẫn không có cách thuê. Thế thì theo cái sự quan sát của anh thì cái lý do vì đâu mà gần như chỗ này vẫn chưa có nhiều khách thuê cũng như là cái sự chú ý đối với cái tuyến đường này? Mặc dù trống nhưng người ta không giảm giá. Vì sao ạ? Bởi vì cái khu vực tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ và cái lõi trung tâm đó là cái nơi sẽ phát triển sầm uất nhất thành phố Hồ Chí Minh mình. Và nơi đó sẽ trở thành là những cái trung tâm. Thì các bạn có thể đi những cái nước khác, các bạn thấy ở đó là tất cả sau này các tuyến metro nó dồn về đó. Và nơi đó sẽ là khu phố mà giá trị cực kỳ đắt đỏ, mà chỉ dành cho người đi bộ, chỉ dành cho những người trải nghiệm, những người shopping và những khách quốc tế. Tất cả là nơi du lịch cho khách quốc tế. Thì em cứ suy nghĩ thử, những cửa hàng và những cái tài sản của họ ở đây, mặc dù người ta không cho thuê được nhưng mà chắc chắn giá trị nó sẽ càng ngày càng tăng. Và những người có sở hữu tài sản này ở đây thì anh nghĩ là họ sẽ còn sở hữu nhiều tài sản ở chỗ khác. Cho nên có thể vì một cái mặt bằng này mà người ta giảm giá thì người ta sẽ ảnh hưởng tới giá trị của tài sản của người ta. Cho nên thà mình cứ giữ đó, đợi đúng khách hàng, đúng đối tượng. Thật sự chủ nhà, anh quan điểm là tất cả đều là win-win cả. Chủ nhà, nếu mà chúng ta thiện chí, chúng ta gặp, chúng ta đàm phán, có thể không phải vì giá mà còn liên quan tiền đặt cọc, liên quan thanh toán, liên quan cái khoản đầu tư vào trong đó và cái thời gian thuê nữa. Cho nên giá chưa phải là yếu tố quyết định cuối cùng, nhưng mà nó là cái yếu tố quyết định đầu tiên để có thể gặp hay không. Sẵn nói về câu chuyện thiện chí thì em cũng được biết là đối với những mặt bằng kim cương, hay mình gọi vui là những mặt bằng hoa hậu đi, thì gần như là các chủ nhà này rất khó để mà giảm giá cũng như là xuống nước để mà có thể chịu lòng được khách thuê của mình. Tuy nhiên ở một trường hợp nào đó thì khi mà mặt bằng trống thì cái bài toán kinh doanh của họ là cái dòng tiền họ sẽ bị hụt. Thế thì trong quá trình mà anh môi giới cũng như là anh tiếp xúc với khách hàng cũng như là chủ thuê, thì có bao giờ trường hợp là anh thấy là chủ nhà họ phải xuống nước ngồi lại để mà đàm phán được với khách thuê để mà đưa ra mức giá hợp lý để mà chốt deal được thành công hay không? Có chứ, chắc chắn có. Tại vì không có cái gì mà bền vững cả. Ai cũng có giai đoạn kinh doanh thăng và trầm. Chủ nhà họ cũng vậy. Có những lúc mà về cái lĩnh vực kinh doanh khác của họ, họ ổn hết thì mình cũng sẽ rất là khó deal. Nhưng mà có những thời điểm chủ nhà họ cũng vẫn rơi vào tình trạng là dòng tiền, thiếu hụt dòng tiền mà để trống, thì họ sẽ phải chấp nhận họ giảm giá thuê. Mà để đó thì quay ngược trở lại, nó sẽ là cơ hội cho người đi thuê. Cái thời điểm đó là bình thường là không bao giờ có những cơ bản có những chủ là không bao giờ giảm giá đâu. Nhưng mà rơi đúng thời điểm thì câu chuyện đó là sự kết nối của anh em môi giới, kết nối của những người nắm bắt được cái ý của chủ nhà và nắm bắt được khách của hàng của mình. Cuối cùng nó là thời điểm mà đáp lại được với nhau. Nếu như một cái trường hợp gần đây nhất mà anh chốt deal được thành công từ chủ thuê và khách thuê thì đó là tuyến đường nào? Tuyến đường anh, thí dụ như chỗ chúng ta đang ngồi đây nè. Anh thuê được một cái, trước đây giá thuê của năm 2019 tới 2022 là cái giá nó cực kỳ cao. Đường Phan Xích Long. Đường Phan Xích Long. Phố ẩm thực Phan Xích Long vừa khai trương năm vừa rồi. Và anh thuê được trước cái thời điểm là phố ẩm thực ra. Thì mà vì qua cái giai đoạn vừa rồi quá khó, cho nên anh thuê được giá này giảm được tương đương quá khoảng 40%. Mặc dù xưa giờ không có chuyện đó. Cái lý do lớn nhất vì đâu mà giảm được 40% đó? Cuối cùng đó vẫn là cái thời điểm chịu nhiệt của khách hàng.
À, có những cái thời điểm người ta trước đây thì nó ổn, nhưng mà bản thân những người thuê của họ, họ đã suy giảm rồi. Họ có nhiều tài sản chứ không phải riêng một tài sản đâu. Thì nó đồng loạt nó giảm. Nó đồng loạt nó bị có thể là gián đoạn trong cái vấn đề dòng tiền. Thì cái thời điểm gần như không ai đi khai thác. Cái nghề của anh cũng làm là anh khai thác thuê rồi anh lại cho thuê lại. Tức là cái lĩnh vực của anh có những cái mà chủ nhà anh sẽ thuê và cho thuê lại, và có những cái là anh môi giới, anh giới thiệu. Thành ra khi mà chủ nhà mình sẽ nắm bắt được đó, cuối cùng vẫn là thời điểm. Thời điểm đó người ta cần và người ta cũng không quan tâm nữa, thôi để cho thuê còn hơn để lãng phí. Thì cuối cùng là gì? Đi thuê một cái vị trí mặt bằng, anh thuê cái tòa nhà này hơn 1 tỷ một tháng mà. Thì câu chuyện là gì? Cái thời điểm thôi. Và nhiều lần tiếp cận, hiểu nhau và thấy được cái thế mạnh của nhau và giúp nhau qua giai đoạn này. Như vậy thì trong cái bối cảnh hiện nay thì theo anh thấy là người thuê hiện nay liệu là có bỏ một cái chi phí quá cao để mà thuê, để mà duy trì được cái hình ảnh thương hiệu của họ hay không? Thời điểm này, quan sát của anh á, người ta sẽ vẫn thuê nhưng người ta sẽ không đầu tư chi phí cao nhiều. Người ta sẽ về vấn đề kinh doanh thì chắc chắn phải làm. Về vấn đề thương hiệu văn phòng hoặc là mặt bằng nơi head office hoặc là tất cả các mặt bằng showroom đồ kia bắt buộc người ta phải có. Nhưng người ta sẽ không đầu tư mạnh mẽ. Ngày xưa người ta thí dụ một cái mặt bằng đó người ta có thể bỏ ra vài trăm thậm chí là vài tỷ để đầu tư về nội thất trang thiết bị cho cái vị trí đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ là người ta vẫn có thể thuê nhưng mà người ta hạn chế về vấn đề đầu tư. Bởi vì xu thế của mình là phát triển đang quá nhanh, thay đổi quá nhanh. Có thể hôm nay khác nhưng mà vài tháng sau nó khác. Em thấy giờ gọi là trend. Bây giờ câu chuyện là gọi là trend. Cứ lâu lâu thí dụ vừa rồi là giả tây rồi cà phê muối hay gì đó. Nhưng mà nó chỉ có thời điểm. Rồi có nhiều người. Rồi cái vừa rồi cái bánh đồng xu chẳng hạn đi. Nhiều người nó trở thành trend. Và nó tính chất ngắn hạn. Tính chất ngắn hạn. Còn những cái mặt bằng người ta đã đầu tư thì người ta phải tính dài hạn. Mà thời điểm này không dám tính dài hạn. Cho nên là vẫn phải làm. Nhưng mà hạn chế lại, cũng như trước đây á, dễ gì mà có những cái câu chuyện mà đi thuê mà đặt cọc có một tháng. Quy định xưa giờ là ít nhất đi thuê bất cứ mặt bằng nào phải là đặt cọc 3 tháng hoặc là thanh toán 3 tháng một lần. Nhưng mà thời gian gần đây là bắt đầu có sự sút giảm rồi. Đặt cọc có thể là 2 tháng và thậm chí có thể là 1 tháng luôn. Nói như vậy là không có nghĩa là các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mất dần sức hút trong khách thuê. Đơn cử như là một trong cái báo cáo gần đây từ Customer and Workflow Việt Nam thì họ cũng đưa ra một con số thống kê khá là thú vị. Đó là tuyến đường Đồng Khởi lại có giá thuê đắt cao thứ 13 trên thế giới, rơi khoảng là $350 một mét vuông một tháng. Thế thì anh đánh giá như thế nào về cái xu hướng khi mà các nhãn hiệu, các thương hiệu họ đặt cái vị trí mặt bằng của họ tại các tuyến đường trung tâm như vậy? Nói về thành phố mình á, thì ai cũng, hoặc là thế giới người ta nhắc Đồng Khởi. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu, gọi là thực tế nha. Anh thì là những người mà trải nghiệm thực tế. Hiện tại có những tuyến đường mà nó mang tính chất đặc thù. Nó cũng cao và không thua kém gì Đồng Khởi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiện tại bây giờ không riêng Đồng Khởi. Nó là phù hợp với lại cái nhu cầu của người đi thuê. Người ta đặt cái tiêu chí. Còn những cái kia nó là những cái vị trí mà Đồng Khởi, Nguyễn Huệ hoặc là Lê Lợi, Hàm Nghi, kiểu như những cái tuyến đường trung tâm đó thì ai cũng hiểu hết. Nhưng mà nó vẫn có tính chất đặc thù. Về liên quan với cái sản phẩm mà thí dụ luxury, về thời trang thì người ta nghĩ tới cái Đồng Khởi hay cái gì đó. Còn nhưng mà sau này hiện tại bây giờ thành phố mình cũng phân bổ nhiều. Những cái vị trí, những cái tuyến đường mà dành cho những cái thương mại lớn. Thì thí dụ như tuyến đường đó là dành cho thời trang, tuyến đường kia dành cho ăn uống, tuyến đường nọ nữa dành cho những cái đặc tính riêng. Thì tại cái vị trí của cái tuyến đó thì chỉ những cái ngành đó họ sẽ chấp nhận, họ sẽ bỏ ra số tiền cao hơn thị trường luôn.
để họ sở hữu vị trí đẹp nhất của cái tuyến đường đường đó. Thì vô tình chung người ta lại suy nghĩ à, tuyến đường đó là phải giá như thế. Như vậy thì dựa trên cái nhu cầu của khách hàng hiện nay cũng như là sự quan sát của anh thì anh sẽ dự báo về cái giá thuê cũng như là cái biên độ tăng giá trong thời gian tới nó sẽ như thế nào đối với những mặt bằng cho thuê tại Phố Hồ Chí Minh? Tình hình khoảng 2 tháng trở lại đây thôi thì có sự là tăng trưởng về cái vấn đề là người ta trở lại, người ta tìm lại mặt bằng. Người ta có thể là đang thăm dò thôi chứ chưa người ta sẽ chưa đẩy mạnh đâu. Nhưng mà gần như với lại sắp Tết, cơ bản thì cũng vài tháng nữa Tết rồi, thì bắt đầu người ta cũng có sự trở lại để mà người ta thăm dò cái thị trường. Và cũng ngừng mấy năm nay rồi đó. Cho nên là sắp tới mặt bằng anh đánh giá là sẽ không giảm nữa đâu. Nhưng mà có thể là họ sẽ giữ giá và người ta hỗ trợ cho về cái vấn đề là thời gian để mà set up nè, thời gian để hoàn thiện nè, thời gian để kinh doanh có thể trước đây bắt buộc phải ký dài hạn, bây giờ có thể ký để thăm dò 6 tháng thậm chí 1 năm để đỡ trống mặt bằng. Có thể nói là khi mà mặt bằng dù giá thuê cao nhưng mà đâu đó thì vẫn có cơ hội cho khách khi mà họ có nhu cầu cũng như là điêu được một cái mức giá phù hợp để mà phù hợp với bài toán kinh doanh của họ. Đúng không ạ? Thế thì đến đây chương trình cũng đã kết thúc. Lần nữa cảm ơn anh Hải đã tham gia chương trình Lenso ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong số Lenso tuần sau vào lúc 20 giờ thứ năm trên các nền tảng số của VTV Money.